Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 8, VN Index đóng cửa rút chân tăng 10 điểm, thanh khoản thì nằm ở ngưỡng trung bình 14.000 tỷ. Với sự tác động về mặt tâm lý khi mà tối hôm qua Dow Jones giảm hơn 600 điểm do là lo ngại về yếu tố tăng lãi suất của Fed trong kỳ họp sắp tới, thì anh chị có thể nhìn sơ qua chart Dow Jones này. Giảm điểm khá là gắt ha. Và theo cái quán tính giảm điểm của VN trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì hai cái chất xúc tác này nó cộng hưởng lại, nó làm cho VN của chúng ta sáng nay mở phiên ra là giảm 7 điểm, đúng không? Mở cái gap down. Đó, tuy nhiên thì cái lực cung bán ra vào phiên sáng nay được hấp thụ dần. Và dòng tiền có xu hướng càng về cuối phiên càng giải ngân khá là quyết liệt. Anh chị nhìn chart 15 phút để mà chúng ta thấy rõ cái vận động của thị trường. Đó thì anh chị mình thấy đầu phiên nè, mở gap down sau đó là cứ lình xình suốt thôi, cũng chưa có những cái xu hướng lắp gap một cách thuyết phục, đúng không? Tuy nhiên thì sau 1 giờ rưỡi chiều phiên giao dịch ngày hôm nay thì bắt đầu thị trường dao động với một cái biên độ nó lớn hơn, tăng điểm có sự quyết liệt hơn và cái dòng tiền nó cũng bắt đầu cải thiện hơn. Đấy. Nhìn chung để mà so sánh thị trường của chúng ta với những cái yếu tố thị trường thế giới đang khá là biến động về mặt chỉ số á, thì em đánh giá sức đề kháng của VN hôm nay khá là khỏe so với mặt bằng chung anh chị nha. Đó, đây là một cái tín hiệu rất là tích cực, nó giúp VN của chúng ta có những gọi là củng cố cái đà tăng của thị trường trong cái giai đoạn sắp tới. Vậy thì qua cái phiên dịch ngày hôm nay thị trường cho chúng ta những cái tín hiệu gì? Và sắp tới anh chị mình nên những chú ý những cái nhóm ngành nào, những cái mã cổ phiếu nào nó đạt về cái tiêu chí mua, đúng không? Ví dụ như đoạn trước thì mình lo sợ hoặc là mình chưa dám giải ngân khi mà thị trường nó có xu hướng đi xuống này. Đó, thì bây giờ nó xác định một cái phiên có thể gọi đây là cái phiên kiến tạo cho cái nhịp hồi phục tiếp theo của thị trường chinh phục tới vùng 1.300. Đó. Dạ rồi thì trước khi đi vào buổi video phân tích ngày hôm nay, cũng xin chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Trang Phạm Stock. Nếu anh chị nào mới theo dõi kênh thì anh chị đừng quên ủng hộ em bằng một nút đăng ký kênh nhé. Đó. Còn những anh chị nào có thắc mắc về cổ phiếu thì anh chị vui lòng để lại bình luận phía dưới video này, bao gồm là mã cổ phiếu kèm chiều mua, chiều bán hoặc là chiều nắm giữ để em có thể tư vấn được tốt nhất. Trường hợp những anh chị muốn tham khảo kiến nghị cũng như là nhận định ngay tại phiên giao dịch thì anh chị tham gia room cộng đồng nha, bằng cách là anh chị quét cái mã QR bên góc phía màn hình bên trái này. Thì ngay tại room cộng đồng em sẽ chia sẻ một số cái kiến thức đầu tư cũng như là chia sẻ với anh chị về những cái điểm mua bán cổ phiếu để anh chị tham khảo. Dạ rồi, trước khi phân tích về cái vận động của thị trường cũng như là xu hướng á, thì anh chị cùng nhìn qua cái nhận định của em. Nhưng hôm qua mình bị đau họng nên là không có lên video được. Tuy nhiên thì cũng làm cái bản tin thị trường để nhà đầu tư cũng như là khách hàng của mình tham khảo. Đó, thì em có nhận định là thanh khoản ngày hôm qua vẫn duy trì đều qua từng phiên 15.000 tỷ. VN dao động giảm điểm nhưng mà biên độ hẹp và không có hiện tượng nổ volume, chứng tỏ yếu tố bán tháo diện rộng không xảy ra. Cách đóng cửa nửa thân dưới của thanh ba. Nửa thân dưới là như thế nào? Anh chị nhìn về phiên ngày hôm qua nè. Giá mở cửa thì là một cái phiền nó chéo sang bên trái, đúng không? Nó chích sang bên trái một chút. Tuy nhiên thì hôm qua cái cách đóng cửa của thị trường nó ở dưới cái mức giá tham chiếu này, mức giá mở cửa này, đúng không? Cái gạch nó chỉ sang bên phải nè, đó là cái cách đóng cửa. Đấy, thì đây là nửa thân dưới của thanh ba. Cho thấy lực cầu đỡ giá chưa có sự quyết liệt, nên xét về xu hướng, khả năng cao trong 1-2 phiên tiếp theo, VN sẽ tiếp diễn đà giảm ngắn hạn. Tuy nhiên với cách phân hóa của thị trường ở thời điểm hiện tại, dòng giảm dòng tăng, thì biên độ điều chỉnh sẽ không quá lớn. Vùng hỗ trợ gần nhất của thị trường là 1.250 cộng trừ 10 điểm. Đồng thời các cổ phiếu sẽ luân phiên thiết lập nền giá mới chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo. Còn ở phía dưới là mình nhận định cái nhóm ngành các mã cổ phiếu. Đó, thì nhìn về xu hướng của thị trường, anh chị mình thấy là có phải phiên giao dịch ngày hôm nay VN nó test đúng cái vùng 1.250 không? Là về tới đây nó có yếu tố đỡ giá liền. Mức giá thấp nhất của VN đó là 1.253, đó trên lệch 3 điểm so với cái mình nhận định, đúng không? Thì đây cũng là những cái vùng hỗ trợ gần nhất của thị trường, tức là hỗ trợ đáy trước. Hay là anh chị nào chúng ta có hiểu về cái đường MA á, thì đầu tư theo cái đường MA này thì có thể thấy là cái đường này cũng là cái
hỗ trợ gần nhất của VN Index, nó chạm đúng cái đường này nó hồi phục lên. Đó thì có thể gọi là phiên hôm nay là cái phiên retest đáy 2 khá là thành công của thị trường anh chị nhé. Và cái sự hồi phục trong cái phiên ngày hôm nay em đánh giá nó đáng tin cậy. Bởi vì sao? Thứ nhất thì anh chị thấy là sáng VN nó có yếu tố mở gap down, đúng không? Là tâm lý bà con là rất là lo sợ rồi. Bởi vì là ở những cái phiên trước thấy VN nó cứ lại đi xuống, thì thành ra lo sợ một cái nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường sẽ xảy ra, đúng không? Thì tâm lý chỉ cần thị trường rung lắc cái là có xu hướng bán ra liền. Đó. Thì VN của chúng ta nó lình xình suốt khi mà mở gap down. À, thì sau đó tầm 10 giờ ở phiên sáng thì cái áp lực bán nó xuất hiện mạnh hơn, mà nó tập trung chính là ở cái dòng chứng khoán, cũng là cái dòng có thể gọi là cơ bản của thị trường, đúng không? Thì thành ra nó tạo một cái tâm lý tiêu cực lên toàn bộ VN Index của chúng ta. Đó, thì tí nữa đối với cái dòng này em sang phần 2 á, em sẽ phân tích cụ thể hơn cho anh chị mình. Còn hiện tại tóm gọn lại thì phải nói là cái dòng chứng khoán là cái dòng đánh khá là hay trong cái phiên ngày hôm nay. Đấy, thì đối với cái yếu tố tạo cái áp lực, gọi là tạo cái tâm lý hoang mang lo sợ cho nhà đầu tư để mà bán hàng ở cái phiên buổi sáng, đúng không? Ở phiên giao dịch buổi sáng, thì ở phiên chiều cái lực cầu vào nó tương đối mạnh, đúng không? Có thể gọi là nó chấp nhận, nó mua lại những cái lượng hàng anh chị nhà đầu tư mình bán ra luôn, kể cả có lãi, kể cả bán hòa vốn hay là chúng ta cắt lỗ. Nói chung là cái tâm lý mình yếu hơn một chút á, đó thì mình sẽ có xu hướng bán ra toàn bộ hết. Tuy nhiên thì anh chị mình lưu ý nè, đối với cái việc bán ra của cái phiên ngày hôm nay á, mà cuối phiên thị trường rút chân á, thì em đã có chia sẻ với anh chị về cái tâm lý giao dịch trên thị trường ở cái video gần đây nhất rồi, đúng không? Bản chất là ở phiên ngày hôm nay, những anh chị nào thấy thị trường rung lắc mà chúng ta bán cổ phiếu á, vì cái yếu tố là có thể cổ phiếu nó vi phạm chặn lãi của mình, có thể mình gọi là quản trị cái tài khoản nó an toàn một chút, đúng không? Trong cái đoạn này ưu tiên quản trị rủi ro, em đề cập rất là nhiều lần rồi. Thì cái việc anh chị mình bán cổ phiếu, chúng ta tuân thủ các nguyên tắc giao dịch, đó là một cái vấn đề rất là bình thường anh chị nha. Ngay tại thời điểm anh chị mình bán á, anh chị mình cũng đâu có biết được là phiên chiều có dòng tiền vào giải ngân đâu. Ngay cả bản thân em thật sự cũng không biết luôn á. Bởi vì phiên sáng nhìn chung mà nó rất là lình xình. Ngay cả một số anh chị nhà đầu tư, khách hàng có nhắn tin hỏi em là dòng chứng khoán có nên giữ không. Trong khi đó thì anh chị thấy sáng SSI ha, 30 phút nè, lực bán nó tuôn ra rất mạnh anh chị. Đấy, thì thành ra đối với những cái yếu tố mà nó có xu hướng giảm khỏi cái vùng nền giá đó, thì mình đề phòng cái trường hợp cổ phiếu đánh theo cái mô hình gãy nền rũ. Thì mình cũng chia sẻ cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng là gì? Trường hợp mà có lãi chặn lãi, trường hợp anh muốn quản trị tài khoản á, đó thì thiết nghĩ là nên cắt cho nó an toàn. Bởi vì em thấy cái lực bán nó rất là lớn đó. Tuy nhiên thì cũng khá là lạ khi mà cái dòng này nó có cầu vào quyết liệt đó. Thì chúng ta có thể xác định đây là một cái phiên shake out, shake out rũ bỏ, và sau đó cổ phiếu hồi phục rất là quyết liệt vào cuối phiên. Đấy, nhìn chung em nói dòng chứng khoán nó đánh khá là hay sáng nay là như thế. Bản chất á, là anh chị mình có bán dòng chứng khoán vào phiên sáng đi, thì em đánh giá cái vấn đề này nó rất là bình thường anh chị nha. Đó, chứ mình cũng đừng có nghĩ là mình đưa ra những cái quyết định này nó là sai, là hoàn toàn không phải. Anh chị mình lưu ý. Quay trở lại về xu hướng của thị trường đó, thì khi mà một cái lượng cung lớn bán ra trên thị trường nó được hấp thụ lại bởi những cái yếu tố đến từ phía dòng tiền của tổ chức á, thì đây là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực ha. Vì em thấy là nó có sự đồng bộ trên toàn thị trường luôn, chứ không phải là dòng giảm dòng tăng. Đa phần các dòng cổ phiếu nó đều có lực cầu vào cuối phiên cả, đỡ giá rất là tốt. Thì vô hình chung và đi của chúng ta, anh chị thấy đóng cửa quyết liệt không, thành cái cây test cung luôn. Mà VN test cung thì đa phần 80% cổ phiếu trên thị trường nó đều test cung. Đấy, nên là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay, anh chị mình thấy cổ phiếu nào nó cũng đẹp hết á, nó cũng test cung hết á. Nhìn nhá, giống như là ngày mai chạy đúng không? Thì bởi vậy, đầu video em có chia sẻ với anh chị là gì? Cái phiên hôm nay nó là cái phiên kiến tạo cho thị trường có những cái nhịp tăng điểm tiếp theo về cái vùng
1.300, nó là như thế. Đó, thì sau cái phiên test khá là thành công như thế này thì em cũng kỳ vọng thị trường nó đi theo cái bản này để mà chi? Để mà nó tạo được cái động lực cũng như là củng cố cái xu hướng tăng điểm cho thị trường ha, những cái yếu tố bền vững. Ví dụ như anh chị thấy là cái dòng ngân hàng, dòng chứng khoán đi, chứng khoán tăng điểm rất là quyết liệt trong phiên ngày hôm nay luôn á ha. Đấy. Đây nè. Đúng không? Đấy, thật sự là nhìn chung là dòng này em nói mình không tham gia được, mình cũng không tiếc anh chị. Bởi vì đây, em có tư vấn trong nhóm khách hàng của mình luôn. Đó là gì? Dòng chứng khoán sáng nay bị bán khá quyết liệt nhưng cuối phiên ở phiên chiều quay xe gắt thật. Đối với các vận động tăng chỉnh liên tục trong phiên với lệnh giao dịch lớn sẽ khó để ra quyết định mua mới. Nên là anh chị bán sáng nay em khuyến nghị không nên vào lại vì không đảm bảo hàng T+3. Đó thì đối với nhóm chứng khoán này, trường hợp giai đoạn sau nó mà tái tích lũy lại thì mình sẽ chú ý trở lại không sao cả. Còn bây giờ nó xác định một cái, ví dụ như hôm nay nó tăng điểm quyết liệt, mai nó mở gap tăng thì anh chị mình hạn chế mua đuổi. Nó là như thế nhé. Dạ rồi, thì anh chị mình cũng lưu ý về cái xu hướng của thị trường ha. Đó, và tiếp theo đây mình xin phép đi qua cái phần thứ hai, đó là cái phần phân tích nhóm ngành, phân tích cái mã cổ phiếu. Thì mình đi qua dòng ngân hàng trước đi. Đó, dòng ngân hàng thì sáng nay nhìn chung lình xình, đúng không? Chỉ có những cái mã như là SHB giữ giá tốt nè. Đấy, giữ giá rất là tích cực ha. Thì anh chị mình lưu ý SHB nó đánh mang cái thiên hướng là theo cái ý chí tạo lập nhiều. Đó, nhìn chung là anh Hiển thích đánh khi nào anh Hiển đánh thôi, nhưng mà không thể bỏ qua về cái xu hướng của SHB được. Ví dụ như là giai đoạn trước thì em có chia sẻ với anh chị về cái điểm mua đúng không? À, trong giai đoạn này đó, mình có tư vấn về cho anh chị mình cái điểm mua. Anh chị có thể theo dõi lại cái video giai đoạn này nhé. Đó, thì đến thời điểm hiện tại nó cũng đang cho một cái tín hiệu rất là tích cực, đúng không? Cũng siết lại một cái nền, điều chỉnh rũ bỏ kỳ cung. Thì đối với những anh chị nào chúng ta không mang thiên hướng là đầu tư hơn là đầu cơ á, tức là anh chị có thể nắm giữ lâu á, thì em nghĩ SHB cũng là một trong những cổ phiếu anh chị không nên bỏ qua nhé. Có hàng thì vẫn nắm giữ thôi. Đó, rồi sáng hôm nay có MB Bank giữ giá khá là tích cực. Đó, sau khi chia tách cổ tức thì em đánh giá sau khi chia tách mà nó đánh như vậy là tương đối khỏe anh chị nha. Bởi vì sau khi chia thì lượng cung cũng khá là nhiều. Đó, tuy nhiên cổ phiếu vẫn neo giữ được như thế này, nhìn chung rất là tích cực, có hàng thì cứ giữ. Rồi sau đó thì chúng ta đi sang những cái cổ phiếu khác, ví dụ như là BID. Ồ, BID anh chị thấy rủ ghê không? Nó nổ ok xong nó rủ. Mua phiên buy vote xong về hàng về cắt lỗ luôn á. Đấy, tuy nhiên thì những anh chị nào mà có theo dõi video của em, đúng không? Video gần đây nhất luôn. Đó, thì tuyệt đối là chúng ta sẽ không bán ra ở những cái phiên này. À, thậm chí là về tới đây mình còn hướng dẫn anh chị là có thể lấy thêm nè, đúng không? Về cái vùng giá nền nè. Đó, anh chị có thể theo dõi lại cái video gần đây nhất nhé. Em có chia sẻ rồi. Đấy, vì vậy là nếu mà anh chị mua được ở vùng dưới này thì điểm mua tương đối đẹp và chúng ta có thể nắm giữ. Target thì ngắn thì nó sẽ gặp cái cản 41, đúng không? Cái cản mà có cái điểm pivot nhưng mà nó không break thành công, sau đó nó bị rũ về, thì vô hình chung nó lên tới đây nó sẽ gặp cái áp lực bán nhất định của những ai mua đuổi cái phiên này, đúng không? Đó, thì cái target ngắn nó sẽ như thế. Còn nếu mà lên đây nó phản ứng như thế nào thì em sẽ tư vấn thêm, anh chị lưu ý nha. Rồi tiếp theo là STB. Thì STB hôm nay cũng có phiên rút chân khá là đẹp, nhưng mà đối với STB á, lượng cung trên này còn tương đối dày nè, nên anh chị có STB thì nắm được, còn muốn mua mới thì em nghĩ chờ thêm. Lên tới đây kiểu gì nó cũng gặp áp lực bán à, coi nó phản ứng như thế nào, đúng không? Đợt là em có mua ở đây nhưng mà em cắt luôn, sau đó mình lỗ 3-4% á, thấy cái xu hướng của nó chúi xuống nè, nó thì thành ra thôi cắt cho nó an toàn, bởi vì cái hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu nó dưới đây lận, không cắt nó rủ cho nhịp xuống dưới này nữa, nguy hiểm hơn, đúng không? Đấy, rồi tiếp theo là HD Bank. Chù HD Bank, anh chị thấy nó rủ đúng về cái nền luôn á, đây nè, cái nền 25 của nó nè, sau đó rút chân lên, rủ gắt không? Quá gắt luôn, nhìn chung con này hạn chế vào sớm nha. CTG, ACB đi, bao cùng
đúng không? À, bao cung ghê. Trời, cái cây 18 tháng 8, cái phiên hôm nay rủ nghiệt ngã luôn anh chị. Trời, mua mua cái phiên này về rủ tới đây là bao nhiêu phần trăm? À, cũng 3,5%. Trời ơi, đánh kìa. Khó chịu ha. À, nhìn chung ACB như em có chia sẻ rồi, không bỏ bỏ qua những cái biến động ngắn hạn cũng như là bỏ qua cái vận động gọi là tương đối bo cung của cổ phiếu á, thì anh chị mình vẫn tiếp tục nắm giữ được ha, xu hướng tại xây nền, xây nền hai nền rồi nè, đúng không? Đấy. Rồi TB rủ nhẹ về nền khối lượng thấp, nhìn chung có hàng vẫn giữ nha. Đấy, Techcom tích lũy tốt không? Tốt, test đúng cái đáy luôn. Nhìn chung Techcom thì thiếu dòng tiền thôi, phiên nào em cũng chia sẻ với anh chị mình rồi, bản chất nó đã kỳ cung ở thời điểm hiện tại. Hôm nay là một cái phiên rất đẹp nha, nó thì trường hợp đối với yếu tố tạo nền tương đối dày của cổ phiếu, tương đối gọi là tin cậy của cổ phiếu á, kèm theo là có yếu tố hai nhịp rũ về test đáy nè đó, thì ngày mai con này đáng lý nó phải xuất hiện những cái điểm phá vỡ nha, rất là thuận lợi luôn á. Còn nó mà không đánh thì cũng chịu bó tay. CTG, CTG nhìn chung là cái yếu tố bị bán với cái khối lượng lớn, thì thành ra cổ phiếu á nó sẽ chưa lên ngay đâu, anh chị lưu ý nha. Nó cần một thời gian tích lũy quanh cái vùng 28 này. Nên anh chị nào thích CTG thì mình nên chờ thêm, chờ cái yếu tố tái tích lũy lại của nó, yếu tố siết nền kỳ cung. Lưu ý nha. VB. VB thì ngày mai là cái phiên hàng break gọi là chưa thành công lắm của VB về này. Anh chị cùng xem, theo dõi xem coi là cổ phiếu nó có đỡ giá ok không. Nói trường hợp nó tạo một cái biên đâu đó khoảng tầm 5 6 phiên quanh mức giá 32 chấm x với yếu tố kỳ cung thì đó sẽ là những cái điểm chúng ta có thể lấy vị thế ha, lúc đó em sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia. Hiện tại là nó vẫn chưa đạt về cái điểm mua đâu, lưu ý nhé. Mua thì vẫn được, tuy nhiên thì nó vẫn chưa đủ độ an toàn anh chị. Đấy, thì anh chị mình cân nhắc nhé. Rồi thì đó là đối với dòng ngân hàng, nhìn chung là vẫn được đổi giá tốt trong cái phiên ngày hôm nay. Và anh chị tham khảo cái dòng ngân hàng em có nhận định ở phiên hôm qua này. Đó, gặp áp lực chốt lãi đối với một số cổ phiếu tăng mạnh được hồi phục vừa qua. Ví dụ như có BIDH, DBank, CTG. Còn lại các cổ phiếu không tăng quá nhiều thì đa phần loanh quanh tham chiếu. Đây là sự phân hóa phù hợp và không có yếu tố rủi ro. Bản chất không rủi ro thì mình cứ nắm, đúng không? Đó. Dạ rồi thì đó là đối với dòng ngân hàng. Tiếp theo mình đi qua cái dòng chứng khoán đi. À, đối với dòng chứng khoán thì như em có chia sẻ hồi nãy luôn rồi, là cần phải có yếu tố cân bằng lại mới tham gia, anh chị lưu ý nhé. Bản chất thì cũng không có quá nhiều điều để mà nói với anh chị về cái dòng này, hồi đầu video mình có chia sẻ hết rồi đúng không? Đó, bây giờ là nó quá thuận lợi để mà nó đánh luôn anh chị nhé. Đối với VND nè, đúng không, tạo một cái phiên rũ bỏ rút chân rất là quyết liệt, cũng như là SSI nè. Đó, thì đáng lẽ ngày mai nó phải có những cái điểm phá vỡ nha. Nếu mà mạnh á, dòng tiền vào mạnh á, nó có thể vượt cái vùng 27 luôn, hoặc là 27,5 á, cái vùng kháng cự của nó nè, để mà nó tiến về 28 nè. Nói chung vượt được 28 là cả nói chung á, cái cổ phiếu này nó vượt được cái vùng 28 là cái target nó sẽ tương đối mạnh ở phía sau, lợi nhuận sẽ tương đối lớn, đúng không? Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại mình chưa có chắc chắn được nó có vượt hay không, nên là anh chị mình lưu ý á, để mà nói về cái biên độ lợi nhuận lớn á, của cổ phiếu á, nó sẽ vượt được vùng 28, anh chị mình lưu ý ha. Đó, thì lúc đó em sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia một cách nó an toàn hơn đối với dòng này. Còn thời điểm hiện tại anh chị nào có hàng thì mình nắm giữ, và em sẽ đề cập một số cái vùng kháng cự ngắn của cổ phiếu để mà anh chị lưu tâm lại. Lưu ý nhé, trường hợp nó break không thành công thì mình có thể chốt lãi ngắn ở quanh cái vùng đấy. Ví dụ như SI sẽ là quanh cái vùng giá 27,5 28 này. Đó, rồi VND. VND thì là quanh mức giá 26 anh chị nha. Đó, về cái thế anh chị sẽ thấy SSI nó đẹp hơn VND. Bởi vì sao? SSI là nó đã có yếu tố lắp cái vùng gap trước rồi nè, đúng không? Nó hồi nó gắt lắp cái vùng gap đó trước. Đó, với lại về cái vận động á, thì trong phiên SSI nó nhanh nhạy hơn con VND chút. Còn VND anh chị mình thấy nè, cái vùng gap này nó vẫn chưa được lắp đúng không? Nó mới tích lũy dưới gap à. Đó, nên thành ra cái kháng cự của VND nó sẽ gần hơn. Đó, bản chất là nếu mà với cái yếu tố tích lũy nền này thì em nghĩ là cái vùng kháng cự gap này nó không là vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì về cái xu hướng cổ phiếu á,
SSI nó sẽ tương đối ok hơn ha. Đấy, rồi đó là đối với hai cái mã chứng khoán. Tiếp theo thì mình có những cái mã chứng khoán nhỏ em thấy là ở phiên ngày hôm qua nó được neo giữ giá tốt. Đấy, thì anh chị nào mình nắm chứng khoán nhỏ thì mình cứ tiếp tục nắm giữ ha. Chẳng hạn như đối với BSI á, cái vùng kháng cự sẽ là đỉnh gần nhất của cổ phiếu nè, 30, 33 nha, quanh vùng 33. CTS thì cản ngắn tiếp theo đó sẽ là quanh vùng 26 này anh chị nhé. Đó, tiệm quanh cái vùng này. Đấy, thì đó là một vài cái điểm lưu ý về cái nhóm chứng khoán. Tiếp theo mình sẽ đi qua nhóm dầu khí. Dầu khí là cái dòng anh chị nào có hàng thì em xin chúc mừng nha. Dòng này thì khá là tiếc khi mà tuần trước mình đã có những cái yếu tố bán ra của cổ phiếu. Nói chung là đây em có tư vấn khách hàng mua BVC, tuy nhiên thì tự nhiên nó rủ hai cái phiên khối lượng không cạn kiệt như thế này, thì thật ra là lúc đó là cũng cuối tuần nữa nên thành ra là em cơ cấu luôn, em bán huề vốn luôn đó. Sau đó cổ phiếu tích lũy lại ok thì em sẽ chú ý, tuy nhiên thì mình cũng đang kỳ vọng nó đi thêm một hai phiên khối lượng kiệt nữa thì như thế mình sẽ có yếu tố giải ngân nó an toàn hơn một chút, nhưng mà hôm nay là đánh luôn rồi. Đấy, thật ra là cái biên độ của BVC nó rất là nhiều đúng không, trần 10% lẫn con này sẽ HNX mà lại đi rất là nhanh nữa nên thành ra là mua không có kịp ấy. Nhưng mà anh chị nào chúng ta có hàng và nắm giữ thì em xin chúc mừng nha, form của cổ phiếu đang rất là tích cực luôn ấy. Nền thứ nhất nè đúng không, nền thứ hai nè, điểm buy vote nè đó. Thì đối với những cái mã cổ phiếu này bản chất ngày mai là nó không còn điểm mua nữa. Ví dụ như hôm nay anh chị mình chấp nhận rủi ro chút, anh chị mình mua thì không sao đúng không, ngày mai nó tăng thì thôi bỏ nha, đó chờ nó tích lũy lại mới tham gia nhé. BBB nè, đó mình chia sẻ con này rất là nhiều, khá là đẹp nhưng mà thanh khoản thấp thì không có thích tham gia thôi, tuy nhiên thì cũng form tích lũy nền luôn, nền thứ nhất nền thứ hai như BVC đúng không. Đó, BVS thì anh chị mình lưu ý á, điểm mua là sẽ khó ha. Chúng ta lưu ý cái điểm target của cổ phiếu đó là quanh mức giá 30 31. Điểm mua mà nó tăng chỉnh như thế này khó mua lắm anh chị ơi. BSR. Ví dụ như anh chị là chúng ta bỏ lỡ những cái mã cổ phiếu khác của nhóm dầu khí thì chúng ta có thể chú ý lại BSR nè. Đó, thứ nhất là con này á, đồng ý là giai đoạn trước nó tương đối chậm. Tuy nhiên thì trải qua hai lần kiểm tra retest cổ phiếu kỳ cung, có hiện tượng kỳ cung và có yếu tố rũ nền ngắn nè anh chị, hai phiên rũ với khối lượng lớn nè, nó cổ phiếu bắt đầu cân bằng lại có nhịp hướng lên, thì thành ra cổ phiếu này cái vùng kháng cự ngắn sẽ là quanh 26. Thì em đánh giá đối với cái xu hướng của BSR với cái khối lượng này thì ngày mai em nghĩ là nó sẽ chưa có thể nào tăng ngay đâu, mà thay vào đó nó lên tới đây nó sẽ tích lũy, nó sẽ có xu hướng cân bằng lại. Lúc đây em sẽ hướng dẫn anh chị mình cái điểm giải ngân về cái điểm buy vote của cổ phiếu BSR nha. Đấy, anh chị nào muốn đồng hành cùng em thì có thể liên hệ với em qua số Zalo 0345 548 188. Đó, thì đó là đối với cái yếu tố của BSR. Bản chất cổ phiếu BSR nó chưa có một cái nhịp hồi nào ra hồn cả anh chị. Đó, ví dụ như đoạn trước có BVD nè, đó, giờ là có BVC nè, đó, có BVB nè, đó, rồi BVS thì cứ túc tắc tăng từ từ vậy đó. Còn BSR là chưa có nè, cả oi cũng vậy luôn. Đấy, nên thành ra anh chị mình có thể lưu ý hai cái mã này trong cái giai đoạn sắp tới ha, trường hợp mà chúng ta bỏ lỡ những cái mã kia. Gas thì đánh biên lỏng nhưng mà cũng có thể quan sát lại luôn anh chị, ăn một cái nhịp cổ phiếu quay về test đỉnh 120 128 của nó ha, có thể quan sát lại đối với gas. Đấy, thì đó là đối với cái nhóm dầu khí. Tiếp theo mình đi qua nhóm khu công nghiệp thì nhóm này mình sẽ nói nhanh thôi. Đó, thì nhóm này á, hồi nãy em có nghiên cứu rồi thì mình đang cho khá là chú ý cổ phiếu SJC. Đấy, bản chất là cổ phiếu BCM là cổ phiếu leader cái dòng này đúng không? Nó đã vượt đỉnh và nó có những cái nhịp tăng rất là thuyết phục và nó vẫn được neo giữ cái xu hướng rất là tốt. Đó thì anh chị mình có thể chú ý những cái anh em nhà nó. Ví dụ như SJC là một trong những cổ phiếu em muốn giới thiệu với anh chị mình. Đoạn trước thì em có chia sẻ là con này tích lũy, nó vô lớn mình không chú ý. Tuy nhiên là ở cái phiên giao dịch ngày hôm qua là nó là một cái phiên rũ nền anh chị thấy không ạ? Ở một phiên giảm điểm với khối lượng lớn, coi và có yếu tố rút chân nha. Đó, thì em đang
chú ý những cái form như thế này để mà hướng dẫn anh chị mình. Ví dụ như Vinamilk là hôm nay em, đoạn trước em mua là em cũng có chia sẻ với anh chị về cái yếu tố đánh điểm rũ của nó đúng không? Đấy thì cái form SSC đang khá là tương tự đối với Vinamilk. Đúng không? Tích lũy nền nè. Rũ một nhịp vô lớn nè. Đó, sau đó hướng lên từ từ có yếu tố kỳ cung. Thì SSC đang tương tự như thế nha. Đó, anh chị có thể quan sát lại. Và cái target đối với cổ phiếu này á, nó sẽ là quanh cái vùng 60 này nha. Điểm mua sẽ là quanh mức giá 53.8 cộng trừ 1 like. Anh chị mình lưu ý ha, lấy vị thế thăm dò 30%. Và cái điểm quản trị rủi ro là bao nhiêu? Anh chị quản trị rủi ro giúp em quanh mức giá 50.5 nhé. Sẵn đây mình cũng ghi vô luôn. 53.8 nè, cộng trừ 0.1, đúng không? Thủng 50.5. Đó, mục tiêu là 60. Đấy, lưu ý nha, nốt lại. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi qua nhóm cổ phiếu điện đi. Điện thì hôm qua được neo giữ rất là tốt, trong khi VN Index nó rung lắc. Thì bản chất hôm nay nếu mà nó nổ luôn sẽ đẹp anh chị. Nhưng mà không, nó vẫn tiếp tục cái xu hướng tích lũy thôi. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận là cái yếu tố về cái form cũng như là cái mẫu hình nó đang khá là đẹp. Ví dụ như GET nè, anh chị thấy GET là nó tích lũy nền rất tốt đúng không? Tích lũy nền, có những cái điểm rũ về nền nè, sau đó hướng lên nè. Con này thì có nắm giữ anh chị nhé. Rồi bao cũng đẹp luôn. Hồi bao ngày hôm qua nó giữ cứng ngắc luôn anh chị. VN rung lắc, nó đứng im, không giảm luôn. Mặc dù nó tăng chậm nhưng mà nó mạnh đúng không? Đó, thì có hàng cứu giữ anh chị nhé. Tiếp theo là những cái mã như rì. Đó, thì đối với rì á, đây cũng là một trong những cổ phiếu anh chị mình có thể lưu ý nè. Vào ngày mai nè. Đó, bởi vì sao? Thứ nhất là cổ phiếu này trước đó là nó đã có hai cái phiên xác nhận dòng tiền rồi, đó là ngày 3 tháng 8 với lại ngày 15 tháng 8. Đó, và sau đó bắt đầu cổ phiếu nó rũ kiệt cung nè, kiệt dần về cái thanh khoản nè. Và xét về cái mẫu hình á thì cổ phiếu này nó đang đi cái form VCB anh chị nha. Này, nói chung là biên độ được thu hẹp dần á. Đó thì em cũng kỳ vọng con này có target là đâu đó quanh 91-92. Anh chị lưu ý nhé. Đó là đối với RI. Cái form VCB này là anh chị có thể nhìn xem cổ phiếu sale nè. Giai đoạn trước đó, trước khi bắt đầu một cái con siêu sóng, là cổ phiếu nó cũng siết một cái nền, siết một cái form mẫu hình VCB. Nè, anh chị thấy không? Siết 3 lần. Càng siết chặt biên độ, khối lượng càng kiệt dần. Đúng không? Nó VCB rồi nó đi ngang một thời gian nữa, rủ một nhịp quyết liệt, sau đó là vào một cái siêu sóng luôn. Đấy. Thì anh chị mình có thể chú ý rì, chúng ta có thể ăn một cái nhịp hồi ha. Đây là dòng năng lượng thì dòng này em vẫn đánh giá còn tiềm năng, anh chị lưu ý nhé. Đấy. Riêng về dòng bất động sản thì em đang chờ cái yếu tố cân bằng hơn đối với những cái nhóm cổ phiếu đặc sản của cái dòng này, ví dụ như sale đích nè. Bản thân hai cái mã cổ phiếu này á, nó cũng có những cái sự tác động nhất định lên toàn bộ dòng đó, nên là thành ra mình đang chờ những cái sự cân bằng phía sau đó. Ví dụ con DSG này tích lũy lại nè, đúng không? Sale tái tích lũy lại nè, yếu tố kỳ cung nè, đoạn trước nó rủ nhịp rồi nè anh chị đó, một phiên hướng lên nè. Thông thường sau cái phiên hướng lên này cổ phiếu bắt đầu cân bằng lại thì nó mới tạo ra những cái điểm mua an toàn, anh chị lưu ý nha. Đó, mình nói anh chị chú ý những cái mã như DSG đúng không? Thì hôm nay DSG nó vẫn neo giữ tốt, vẫn có thể nắm giữ được nè. Đó, tuy nhiên về điểm mua thì em vẫn đang chờ đợi những cái xu hướng nó siết cái nền hơn, với lại đạt tiêu chí về cái thanh khoản hơn. Anh chị lưu ý nha. Đó, đây cũng là một trong những cổ phiếu đáng để quan tâm dòng bất động sản. Ngoài ra thì còn những cái nhóm cổ phiếu khác á, thì em cũng không chia sẻ hết được trong cái video ngày hôm nay, mong anh chị thông cảm. Nếu anh chị nào đang nắm những cái cổ phiếu em không có đề cập thì anh chị có thể bình luận, để lại bình luận. Đó, dạ rồi, thì tóm tắt lại buổi video ngày hôm nay, cái việc mà thị trường của chúng ta lấy lại được cái mốc 1270, tức là nó không thủng cái vùng hỗ trợ 1250 á, và nhiều nhóm cổ phiếu đóng cửa cao nhất á, thì cánh cửa cơ hội cũng như là cái sự hồi phục tiếp diễn của thị trường nó vẫn được duy trì.
Đó, dù vậy thì anh chị mình vẫn lưu ý là ưu tiên cổ phiếu có nền tảng chất lượng tốt hoặc là gì? Cổ phiếu vận động theo mẫu hình thì mình tham gia nó sẽ an toàn hơn ha, chứ cũng không có phải gọi là mua đu mua đuổi. Đấy, lưu ý nhé. Dạ rồi thì cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị mình đã theo dõi đến hết video này. Và hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo.